Xin chào quý vị, tôi là Thanh Ráp và quý vị cũng đang theo dõi chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia được thực hiện bởi kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ phối hợp cùng với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị thân mến, trong số phát sóng ngày hôm nay, Thanh Ráp sẽ tổng hợp những thắc mắc của chị em phụ nữ gửi về cho chương trình liên quan đến vấn đề sản phụ khoa và sẽ được tư vấn giải đáp bởi tiến sĩ bác sĩ Trần Nhật Thanh, là trưởng khoa phụ sản của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Thanh ạ. Xin chào MC Thanh Ráp. Rất là hân hạnh được tiếp chuyện các cái câu hỏi thường nhật, những cái thắc mắc thường nhật của chị em phụ nữ gửi qua kênh Alo Bác sĩ. Dạ, và câu hỏi đầu tiên xin phép được gửi đến bác sĩ Thanh là nhiều chị em đặt câu hỏi là vì sao có người đến chu kỳ kinh nguyệt lại đau bụng dữ dội? Tình trạng này có phải bệnh lý hay không? Và trường hợp nào thì đau bụng trong kỳ kinh nguyệt nó đáng lo thưa bác sĩ? Đây là một cái câu hỏi khá là thường thấy. Và nó cũng nêu lên một vấn đề mà tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ cần phải có một cái thay đổi nhận thức lại trong xã hội mới hiện nay. Chúng ta, tại sao tôi nói có vẻ trầm trọng như vậy trong một cái vấn đề mà thường thấy? Vì ngày xưa chúng ta hay thường nói rằng là đau bụng kinh, đặc biệt là với những cái cô thiếu nữ mới lớn, thì hay được nói rằng là cứ mặc kệ nó đi, có chồng có con rồi thì từ từ rồi sẽ hết. Thực ra nó không nên được suy nghĩ như thế nữa. Đúng thật sự là việc đau bụng khi khó chịu, khi hành kinh nó có thể xảy ra, nhưng nó chỉ nên dừng lại ở mức độ khó chịu. Đặc biệt là chỉ trong vòng 1 cho tối đa là 2 ngày quanh cái thời điểm bắt đầu là hành kinh thì nó là những cái cảm giác sinh lý bình thường. Nhưng nếu thực sự nó là một cái cảm giác đau, người ta phải nói đến cái chữ đau, người ta ảnh hưởng đến cái sinh hoạt bình thường, người ta có cái cảm giác đau đó kéo dài, những cái chuyện như vậy nên được xem là một cái báo động của một bệnh lý rất thường gặp, đó là lạc nội mạc tử cung. Và lạc nội mạc tử cung nó thường gặp đến mức là chúng ta có thể xem một cái tổng kết như thế này của Tổ chức Y tế Thế giới. Người ta nói rằng là cứ 10 người phụ nữ khỏe mạnh trong độ tuổi sinh sản trước mặt bạn thì có một người có lạc nội mạc tử cung. Một cái tỷ lệ không có nhỏ. Và nó là một cái vấn đề mà cần được gia tăng nhận thức, đến mức người ta đã quyết định chọn tháng 3 là cái tháng mà các nước nên làm các cái hoạt động về gia tăng nhận thức về lạc nội mạc tử cung. Vậy thì lạc nội mạc tử cung có đáng lo hay không? Lạc nội mạc tử cung nó không phải chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến chuyện là gây đau, rồi đau thì rồi sẽ hết như chúng ta tưởng tượng, mà thực ra lạc nội mạc tử cung nó gây đau, nhưng kèm theo cái chuyện đau đó nó gây nên tình trạng phá hủy một cách dần dần, mãn tính cái tai vòi, cái ống dẫn trứng của người phụ nữ. Những cái cơn đau đó là do nó, những cái tổn thương lạc nội mạc tử cung nó gây viêm, nó gây kích thích ở trong ổ bụng, nó gây những tình trạng là sẹo, xơ dính, và thường gặp nhất nó sẽ tạo ra sau một khoảng thời gian, tạo ra những cái khối nang ở cạnh buồng trứng, ở ngay trên buồng trứng, và khi đó người ta mới phát hiện ra là u hay nang gì đó ở trên buồng trứng trong những cái lần đi khám. Vậy thì với một người phụ nữ mà thường xuyên đau bụng kinh thì đã là một cái triệu chứng báo động ban đầu, không cần phải chờ đợi đến lúc mà chúng ta nhìn thấy cái nang ở trên buồng trứng. Người đó cần phải được nhận thức rằng là phải được gặp chuyên gia, phải được tư vấn và phải được điều trị như thế nào để đừng xảy ra cái câu chuyện là có những cái tổn thương của lạc nội mạc tử cung, như là u buồng trứng, như là tổn thương tai vòi, như là ảnh hưởng đến cái khả năng sinh sản. Thưa bác sĩ, câu hỏi thứ hai xin phép gửi đến bác sĩ Thanh, đó chính là làm thế nào để mà chị em phụ nữ có thể giảm cái tình trạng đau bụng, đau lưng khi mà đến cái kỳ kinh nguyệt, hay còn gọi nôm na là cái ngày rụng dâu thưa bác sĩ? Chúng ta có cái việc mà đã đau đến mức là phải dùng thuốc thì chắc chắn nó phải là những cái đau bất thường. Và nên được đánh giá bởi chuyên gia, nên được đánh giá bởi bác sĩ chuyên khoa. Tôi sẽ nói cái việc đó bằng việc là dùng thuốc đơn giản. Đầu tiên đó là
dùng các cái loại mà giảm đau như thường thấy có thể bán trên thị trường, đó là các cái loại như là thuốc Alaxan hay là Panadol hay là những cái Cataflam, những cái thuốc thường thấy. Nhưng kể cả việc mà chúng ta uống những cái loại đó mà nó vẫn phải lặp đi lặp lại từ chu kỳ này sang chu kỳ khác, thì đừng suy nghĩ đơn giản là uống những loại đó thì không cần đến gặp bác sĩ để kể cho bác sĩ nghe. Vì việc mà uống những loại thuốc đó đó thường xuyên lặp đi lặp lại chứng tỏ rằng bạn cần phải có một cái điều trị dài hạn tốt hơn, có thể nó là các cái biện pháp nội tiết. Tuy nhiên nếu như chúng ta chỉ là cảm giác khó chịu trong cái những cái ngày mà bị hành kinh như vậy, chúng ta nghỉ ngơi, tránh các cái kích thích, tránh sử dụng các cái loại mà có thể thực phẩm, các cái loại thức uống mà có thể gây nên cái tình trạng là sung huyết ở cái vùng chậu. Đặc biệt là nếu chúng ta sử dụng rượu bia trong những ngày đó thì nó sẽ tạo nên cái tình trạng sung huyết ở vùng chậu và dẫn đến là làm cho cái hiện tượng đau đó nó càng nhiều hơn. Vậy thì nếu như nghỉ ngơi chườm lạnh, chườm nóng trên bụng mà không có cái cảm giác xen kẽ nhau, chườm lạnh, chườm nóng xen kẽ nhau ở trên bụng mà không có cái cảm giác dễ chịu, nó không có thể quên đi bằng những cái biện pháp là tập yoga nhẹ nhàng, hít thở, thì chứng tỏ rằng đây là một cái đau bụng kinh cần phải được đánh giá bởi bác sĩ chuyên khoa, và rất nhiều khả năng nó có lạc nội mạc tử cung và cần phải được điều trị một cách dài hạn nghiêm chỉnh chứ không phải chỉ bằng thuốc giảm đau không. Dạ, một vấn đề mà nhiều chị em đặt câu hỏi đó chính là khi mà đến kỳ kinh nguyệt bị đau bụng kinh thì nên ăn gì để mà giảm đau? Ngoài ra thì các loại thực phẩm hay là các sinh hoạt nào cần tránh khi đến kỳ rụng dâu để mà giảm thiểu các cái triệu chứng, những cái khó chịu thưa bác sĩ Thanh? Chúng ta thường hay nói lan truyền những cái thông tin tạm gọi là kinh nghiệm dân gian như là hành kinh thì phải tránh dùng đồ chua, rồi uống nhiều nước dừa, hay là tất cả những cái kinh nghiệm đó thì thực ra nó trúng với người này, nó không trúng với người kia. Và những cái người mà không trúng á, áp dụng mà không trúng á, thì người ta có đâu có kể lan truyền tiếp tục. Chính vì vậy nên chúng ta cứ tưởng rằng những cái đó là những cái mà có căn cứ khoa học. Thực ra nó chẳng có căn cứ khoa học gì cả. Người ta nhận thấy rằng là thực ra trong cái thời kỳ mà hành kinh, việc nghỉ ngơi, giảm stress, việc tránh những cái thức ăn, thức uống mà có tính chất kích thích, ví dụ như là dùng quá nhiều gia vị hay là dùng các cái loại thức uống mà có cồn, là những thứ mà có thể làm giảm đi những cái việc giãn mạch máu, kích thích mạch máu ở vùng chậu và có thể làm giảm đi các cái triệu chứng khó chịu của người phụ nữ khi hành kinh. Còn việc bạn cho rằng là uống nước này hay nước kia này nọ nó làm giảm đi những cái cảm giác đau bụng, chẳng qua là tại vì bạn có một cái may mắn rằng lúc đó bạn nghỉ ngơi, bạn xả stress, có thể là bạn vô tình vì chuyện đó nên nó có đáp ứng với lại cái việc giảm đau thôi, chứ nó không có bằng chứng khoa học gì cả. Dạ, và cái vấn đề mà giảm đau bụng kinh bằng thuốc, đặc biệt là thuốc không kê đơn, thì thưa bác sĩ Thăng, uống nhiều thuốc giảm đau khi đến ngày thì liệu rằng nó có ảnh hưởng gì đến cái sinh sản về sau hay không ạ? Thực ra thì cái việc mà uống thuốc, các loại thuốc không cần kê đơn thì đơn giản nhất thường thấy nó là paracetamol, và uống để không có cái cảm giác giảm đau nữa đó thì thường là người ta uống 1, 2 viên, 3, 4 viên, tức là khoảng tối đa là 2 gram trong một ngày đó, thường nó không có ảnh hưởng đến cái sức khỏe gì dài hạn. Và thường thì một cách logic thôi, người ta uống mà không thấy giảm đau thì thường người ta đã phải đi cầu viện những biện pháp khác, chứ còn không ai mà cứ thế tiếp tục uống tới tới gram thứ 3, thứ 4, thứ 5 của paracetamol nữa. Vì vậy thì có thể nói rằng những cái loại thuốc không kê đơn giảm đau, bạn uống 1-2 viên bạn giảm được đau và bạn không cần đến nó nữa, thì cái hành vi đó nó không dẫn đến những cái tác hại lâu dài về sau. Tuy nhiên nếu như bạn là người mà sử dụng thuốc giảm đau và có khuynh hướng càng ngày càng phải uống nhiều lên mà nó không đáp ứng, thì điều đó tiềm ẩn cái chuyện là
không phải là cái thuốc đó nó bị lờn hay là nó ảnh hưởng gì đến sinh sản của bạn về sau, mà chính cái bệnh lý gây nên chuyện đau bụng kinh nó đang có khuynh hướng tiến triển không đáp ứng với thuốc giảm đau, và nó mới là nguyên nhân dẫn đến cái tiên lượng về sinh sản của bạn nó xấu dần đi theo thời gian về sau. Nó chính là, tôi xin nhắc lại, nó chính là căn bệnh lạc nội mạc tử cung, và nó cần phải được quản lý không phải bằng thuốc giảm đau không, và bằng các cái biện pháp sử dụng nội tiết phù hợp khác với lại người phụ nữ. Dạ, có thể nói thì khi mà chị em của mình đến cái kỳ hành kinh thì ít nhiều họ sẽ bị cái vấn đề là đau bụng kinh. Nhưng mà đối với cái vấn đề đau bụng kinh ở đây, cái trường hợp nào đâu là sinh lý bình thường và cái trường hợp nào đâu là chỉ điểm những cái vấn đề đáng lo ngại, thưa bác sĩ? Tất nhiên cái cảm giác đau của mỗi người sẽ là khác nhau, và thực ra anh em mình không có cái cơ hội để trải nghiệm cái cơn đau đó như thế nào. Nhưng thực ra thì cái việc mà người ta đánh giá trong khoa học, người ta có những cái thang điểm để người ta đánh giá về mức độ đau, thì người ta thấy rằng là thực ra nếu như bạn chỉ ở mức độ khó chịu, bạn cần phải nằm nghỉ vài tiếng đồng hồ sau nó qua khỏi cái cảm giác khó chịu đó, thậm chí là những cái cảm giác kèm theo về đầy trướng hơi hoặc là cái cảm giác nặng thắt ở phía dưới vùng kín, nhưng nó không kéo dài quá cả nửa ngày. Nó không phải là một cái cảm giác mà làm cho người ta chết đi sống lại, làm cho người ta coi như là không còn muốn nghĩ đến là tháng sau chuẩn bị có kinh nữa đó. Cái cảm giác mà làm cho người ta phải ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đến những cái sinh hoạt bình thường hàng ngày, đều là những cảm giác không bình thường. Và đều là những cái mức độ đau không nên được xem thường. Tóm tắt lại, nó khó chịu, nó mệt mỏi ngắn hạn vài tiếng đồng hồ, nửa ngày là ổn. Và chúng ta có nhiều những biện pháp để đánh lừa, để quên nhanh đi cái cơn khó chịu đó, bằng nghỉ ngơi, bằng trò chuyện, bằng đọc sách, bằng thư giãn, bằng uống nhiều nước. Nhưng nếu như nó là cái cảm giác kéo dài quá suốt trong một cái ngày hành kinh thì đó là những cái chuyện mà rất cần phải được chia sẻ và được đánh giá bởi bác sĩ chuyên khoa. Dạ, cảm ơn bác sĩ Thanh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.